thông báo cho giáo dân, copy những hình ảnh này phân phát cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở tại trong nước, từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc. Tất cả mọi người Việt Nam cần có hình ảnh này để cùng nhau ôm ra đường, cùng nhau ôm ra đường. Hình ảnh này có phép lạ đi chung, và hình ảnh này sẽ giải tán thế giới cộng sản khi chúng ta nhịp nhàng ôm hình ảnh này bước ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Một lần nữa tôi lặp lại rất rõ ràng, thành ra đồng bào đừng có kêu bằng vu vơ mù mờ gì nữa, tại vì đây là sấm lệnh. Tôi nói rõ, đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây bởi quyền năng và hồng ân của cha trời Giê-xu ban cho. Đây hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong, đây là hình màu gốc chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Còn đây là hình hai anh hùng chiến sĩ trận vong ở những mặt trận khác nhau, các chiến tuyến, sau khi họ hy sinh và họ đã được Thượng Đế rước về chỗ nghỉ ngơi, và giờ đây Thượng Đế đã cho họ hiện ra trên mây để phù trợ và bảo vệ chúng ta, cũng như đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Đây hai khuôn mặt của hai anh hùng chiến sĩ trận vong các chuyến tiến đã hội tụ lại theo lệnh của Thượng Đế để làm việc phụ giúp chúng ta, phụ giúp chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Một lần nữa, ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện cùng với hình ảnh của cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, thì chắc chắn bọn cộng sản sẽ tan rã và bọn tàu cộng sẽ cút về tàu. Đứa nào muốn ở lại là phải đàng hoàng, phải có lễ phép đàng hoàng, chứ không được đến đất nước Việt Nam chúng ta rồi muốn làm gì làm. Chuyện đó chúng ta không cho phép chúng nó làm như thế. Một lần nữa tôi nói, đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã được cha trời thượng đế toàn năng cho hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng, rất rõ ràng thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng kết tụ lại thành ông rồng bà phụng để cùng nhau đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành, đây là sấm lệnh. Một lần nữa, đây là hình ảnh tổ rồng kết tụ bà ấy, thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng đã hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành gấp, vì đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Và kính thưa đồng bào thương mến, người Việt ở hải ngoại hãy mau mắn tinh tấn sám hối và học hỏi những điều hay lẽ phải, những điều tuyệt vời của thế giới thiên loại ban cho nhân loại chúng ta. Chúng ta học hỏi những điều đã xảy ra trong quá khứ của thế giới thiên loại, nào là nhiều phép lạ vĩ đại, nào là sự cứu đổi, vân vân và vân vân. Thì tất cả những phép lạ, những việc làm đó của thế giới thiên loại, chúng ta hãy luôn luôn lưu giữ để học hỏi, để mà hoàn chỉnh đời sống của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng thế giới thiên loại luôn luôn tiến hóa trước thế giới nhân loại. Vì thế khoa học nhân loại tiến hóa thì chắc chắn khoa học thiên loại tiến hóa hơn chúng ta nhiều và tiến hóa trước chúng ta. Vì thế những phép lạ mà tôi vừa trình bày đó là những tiến hóa quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đó là những việc làm, những phát minh của thế giới thiên loại đã cho hiện ra trên mây bởi thần khí của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được những phép lạ này cùng những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Nhờ đó mà nhân loại
nhiều người được cứu rỗi bởi hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế, nhân loại chúng ta có bổn phận hãy mau mau sốt sắng và thật lòng ước ao học hỏi những phép lạ mới, những lời dạy bảo mới, những phát minh mới của thế giới thiên loại. Kính thưa đồng bào thượng mến, những hình ảnh vừa rồi đó là những hình ảnh phép lạ mà chúng tôi đã chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Những phép lạ đó đã được chính tôi chụp trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Những phép lạ này vô cùng vĩ đại, vì thế hầu hết chúng ta, đa số khi mà đối diện với những phép lạ này, chúng ta sẽ ngỡ ngàng vô cùng. Thậm chí đa số hầu hết những giây phút đầu, trong khoảng thời gian đầu, chúng ta cứ ngỡ rằng là đây là chuyện đùa, chuyện Photoshop. Tuy nhiên đây là sự thật chứ không phải là Photoshop. Nhìn ánh mắt linh hồn của tôi nói chuyện rất rõ ràng. Ở đây chúng ta quay hai camera, hãy nhìn thẳng vào cặp mắt linh hồn của tôi. Đây là những hình ảnh phép lạ có thật đã hiện ra tại On County trên bầu trời California, trong lúc tôi, y sư Thánh Giống, hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Vì thế chúng ta có bổn phận phải học hỏi và tiếp nhận những sấm lĩnh mới, những bài học tuyệt vời nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Những phép lạ này sẽ hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi và đồng thời bảo vệ nhân loại được bình an khỏi những biến loạn trong những ngày tháng năm sắp tới. Bởi vì cơ trời đang chuẩn bị cho ngày cáo chung tận thế đối với thế giới nhân loại, bởi vì nhân loại sẽ được chuyển hóa và sống cùng thế giới thiên loại. Và để được sống cùng thế giới thiên loại tuyệt vời vô cùng thì chúng ta phải chuẩn bị và học hỏi và vâng lời và phải biết khiêm nhượng, kính trọng thế giới thiên loại. Bởi vì có tầng, có giới, có khoa, có súc sinh, có nhân loại, có ác quỷ thì chắc chắn phải có thế giới thiên loại. Bởi vì thế giới thiên loại ban cho càn khôn và chúng sinh sự sống. Tiếp theo, đây là hình ảnh vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, cảnh báo cho nhân loại được biết là sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, bởi vì Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại để chỉnh đốn quả địa cầu và cũng như để dạy dỗ cho nhân loại được biết về cơ trời chuyển. Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại và nước biển sẽ dâng tới mây, sẽ có một số quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và đương nhiên sẽ có một số quốc gia sẽ được Thượng Đế Toàn Năng di dời chỗ này qua chỗ kia qua chỗ nọ, giống như ngài nắn quả banh như thế này. Sự việc này sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Và lúc đó, khi động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Trong đó, đất nước Trung Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, bởi vì Trung Cộng đã phạm quá nhiều tội ác, đủ thứ tội ác. Nào là giết hàng bao nhiêu trăm triệu thai nhi, phụ nữ, con gái. Nào là chặn nguồn nước từ Hy Mã, Lạp Sơn xuống mạn Nam qua địa cầu, làm đảo lộn từ trường trái đất. Vì thế, tội ác của Trung Cộng sẽ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng hành xử, để rồi sự sống của những người hiền hòa được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho bình an thanh thản.
và những kẻ hung dữ ác độc, ích kỷ kiêu ngạo, sống nghịch ý trời thì sẽ bị trừng phạt. Tất nhiên, những kẻ đó sẽ bị chính người dân bản xứ nổi dậy và họ sẽ hành xử những kẻ độc tài, giàu có, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo bấy lâu nay. Có nghĩa rằng là đám cộng sản, chóp bu cũng như những kẻ giàu có ở tại Trung Cộng sẽ bị người dân bản xứ của họ nổi dậy và sẽ xử tội họ. Và lúc đó ở tại đất nước Việt Nam cũng sẽ xảy ra như thế. Tất cả những thằng, những con, những đứa bí thư từ trên xuống dưới đa số sẽ bị trừng trị đích đáng tùy theo tội nặng nhẹ. Nhìn cho kỹ, đây là hình ảnh rất rõ ràng, nước biển dâng tới mây và trong đây có mặt quỷ Sa Tăng trong đây. Và nơi ảnh hưởng nặng nề nhất là ở tại Trung Cộng, đây là vùng đất Trung Cộng có mặt quỷ Sa Tăng hiện ra rất rõ ràng. Và phía bên đây là Nhật Bản, phía trên này, mạng trên này là một phần đất Nga Xô. Thiệt hại nặng nề nhất là tại đất nước Trung Cộng, bởi vì chúng nó đã bị bọn quỷ Sa Tăng chế ngự và điều khiển bọn cầm đầu Trung Cộng bấy lâu nay. Nhìn kỹ thấy khuôn mặt quỷ Sa Tăng không? Rất rõ ràng. Khu này sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất. Đây là miền Đông Bắc Á Châu, mạng dưới Đông Nam Á Châu có Việt Nam. Đặc biệt Việt Nam sẽ được Cha Trời Giê-xu cứu rỗi và cứu chữa, và đất nước Phi Lục Tân sẽ được Cha Trời Thượng Đế toàn năng di dời sát gần đất nước Việt Nam khi Ngài nắng quả địa cầu lại. Và chắc chắn Ngài sẽ nắng quả địa cầu lại, bởi vì đó là sự việc mà Ngài cần phải làm để chỉnh đốn quả địa cầu lại và cũng như để trừng phạt những em độc lâu nay. Và đồng thời lý do Ngài nắng quả địa cầu lại là để chấm dứt những âm mưu toan tính của bọn giàu có quyền thế hung dữ ác độc. Chúng nó định cho chiến tranh nguyên tử xảy ra để giết hết hầu hết nhân loại, chỉ trừ một số ít bọn giàu có quyền thế sống sót mà thôi. Vì thế Thượng Đế toàn năng bằng lòng với lối làm việc của chúng, và Thượng Đế sẽ không cho bom nguyên tử xảy ra để tam thế. Vì thế Ngài sẽ nắng quả địa cầu lại. Lúc đó là lúc mà những kẻ giàu có quyền thế có những cơ sở công sự đào sâu dưới chân núi để mà tránh bom nguyên tử, thì lúc đó chính là những kẻ đó sẽ bị sập ở dưới lòng đất, bởi vì Thượng Đế toàn năng sẽ không để cho đệ tam thế chiến bom nguyên tử xảy ra để mà con cái của Ngài hầu hết bị giết chết vì bom nguyên tử bởi bọn giàu có quyền thế ác độc. Kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa đây là hình ảnh rõ ràng nói về sự chuyển mình động đất tsunami, nước biển dâng tới mây sẽ xảy ra. Đây là hình màu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Và phía bên đây có ghi chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào hãy coi cho rõ. Đây là hình ảnh đã hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Và khi sự việc này xảy ra thì khắp quả địa cầu sẽ có những thay đổi vô cùng lớn lao, kinh hoàng và khốc liệt. Có nghĩa rằng là những người giàu có xe xua hung dữ ác độc, bon chen chụp giật bốc hốt quyền thế, những kẻ đó sẽ sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ, bởi vì họ chưa quen đối với cuộc sống bình thường, bình dân của nhân loại. Họ giàu có xe xua quyền hành, vật chất, quyền hạn, quyền thế, đến lúc đó họ sẽ đối diện với những sự khó khăn ở khắp mọi nơi khi mà họ
họ không thể tiếp cận được với sự sống bình thường với người dân. Và chính họ, những người đó, những người quyền thế giàu có, hung dữ, ác độc và độc tài, họ sẽ bị người dân bản xứ ở khắp mọi nơi nổi dậy và hách hỏi và xử tội họ. Trong đó bọn cộng sản độc tài sẽ bị xử nặng nề nhất, kế đến nữa là bọn đầu cơ tích trữ, tư bản xanh, tư bản đỏ, ham mê vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo, lo làm giàu, lo đông đầy những túi tham mà họ không đếm xỉa gì hết đối với sự sống khốn khổ của nhiều người trên quả địa cầu bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào thương mến, kế nữa, đây là hình ảnh để cho nhân loại học hỏi, để mà sốt sắng ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội. Đây là hình ảnh linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Hãy nhìn cho rõ. Hình ảnh hiện ra trên mây để nhắc nhở và cảnh báo và cảnh cáo cho tất cả nhân loại. Những kẻ nào sống nghịch ý trời thì sau khi chết, linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Sau khi linh hồn bị thiêu đốt thì linh hồn sẽ bị quăng vào nơi mà quỷ Satan sinh sống. Và đây là khuôn mặt của quỷ Satan hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết là có tầng, có giới, có khoa, có súc sinh, có nhân loại, có ác quỷ, thì chắc chắn sẽ có thế giới thiên loại. Kế đến nữa, tất cả đồng bào nhân loại cần được biết là Satan đã sa xuống hằng hà sa số. Satan đã sa xuống quả địa cầu hằng hà sa số. Và đây là hình ảnh mà Thượng Đế Toàn Năng đã cho hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết là Satan ở sát một bên chúng ta và ở xung quanh chúng ta, và chúng ở khắp mọi nơi. Và bởi vì chúng ta với cặp mắt nhân loại thông thường, đa số chúng ta không thể nhìn thấy chúng được, nhưng chúng hiện hữu và ở xung quanh chúng ta. Đây là hình ảnh Satan sa xuống từ khắp mọi nơi, và chúng đã sa xuống quả địa cầu hằng hà sa số. Nhìn cho kỹ, đây là hình ảnh Satan. Đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn, đồng bào thấy cho rõ, nhìn cho rõ. Trong đây thấy có một con quỷ mãng xà và có quỷ Satan đang rình rập ở phía sau lưng tôi, trong lúc tôi đang ôm ảnh tượng thánh giá cầu nguyện ở tại Boza. Có nghĩa rằng là chúng ở xung quanh tôi và ở sau lưng tôi, có nghĩa là chúng ở xung quanh nhân loại và ở sát bên nhân loại, bởi vì tôi là nhân loại. Đây là một hình ảnh cảnh cáo vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Nhìn cho kỹ, đây hình ảnh Satan và quỷ mãng xà ngay sau lưng tôi. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế. Đây là hình màu gốc. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế. Đây là hình màu gốc. Còn đây là hình đậm hơn, để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Và tiếp theo, đây là hình ảnh ông rồng bà phụng, ông tổ bà tổ chúng ta. Đây là ông rồng, ông tổ chúng ta, thân khí oxygen của cha trời Thượng Đế Toàn Năng kết tụ lại thành ông rồng vĩ đại, hiện ra trên mây và bay từ hướng Việt Nam qua, trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On Cao Tì. Và phía bên đây là hình ảnh bà Phụng Việt, bà Phụng Hoàng, ông rồng bà Phụng.
đây bà tổ chúng ta. Đây bà tổ chúng ta, bà Phụng Việt, bà Phụng Hoàng. Còn phía bên đây là ông tổ chúng ta, ông rồng. Ông bà tổ tiên chúng ta đã được cha trời Thượng Đế toàn năng cho hiện ra trên mây với vóc dáng ông rồng, bà Phụng, thần khí oxygen của cha trời Thượng Đế toàn năng, tượng trưng cho hình ảnh ông bà tổ Việt chúng ta, ông bà tổ Việt chúng ta, thần khí oxygen vô cùng đặc biệt. Và kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa thêm một hình ảnh mà đồng bào cần phải học hỏi gấp, bởi vì hình ảnh này vô cùng quan trọng. Trước khi tôi đưa cho đồng bào coi hình ảnh kế tiếp, đồng bào thấy đây là ông tổ bà tổ chúng ta, ông rồng bà Phụng. Ông rồng bà Phụng. Ông rồng. Ông rồng. Bà Phụng. Rõ ràng ha. Đây ông rồng bà Phụng, ông tổ bà tổ chúng ta. Rõ ràng nha. Phải nhìn bằng cặp mắt tâm linh hiền hòa thì mới hiểu được phần những phần dạy dỗ mà Thượng Đế toàn năng bảo tôi gửi đến đồng bào nhân loại. Kế đến nữa là hình ảnh sư tử nhà Juda, sách Khải Huyền có nói về phần này. Đây là hình ảnh vô cùng đặc biệt. Sư tử nhà Juda, John 5:5 Revelation, khách Khải Huyền có nói về phần này. Đó là sư tử bảy đầu bảy mắt, thần khí của cha trời Thượng Đế toàn năng, của cha trời Giê-xu, đứng chiến thắng và trở lại với đầy quyền năng và sẵn sàng tiêu diệt quỷ Sa-tăng và cũng như sẵn sàng tiêu diệt những kẻ ác cố chấp kiêu ngạo. Những kẻ ác cố chấp kiêu ngạo sẽ bị Chúa Giê-xu trừng trị, và cũng như chính Chúa Giê-xu sẽ tiêu diệt bọn quỷ Sa-tăng. Đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa. Đây là hình chúng tôi làm đậm hơn để cho ai mắt kém xem chi tiết rõ ràng hơn. Đây sư tử nhà Juda, John 5:5 Revelation. John 5:5 Revelation. John 5:5 Revelation, sư tử nhà Chúa. Rất rõ ràng, sách Khải Huyền có nói về phần này. Trong đây đồng bào thấy có 7 đầu 7 mắt trong đây và nhiều hơn thế nữa. Sẵn sàng tiêu diệt quỷ Sa-tăng cũng như sẵn sàng tiêu diệt những kẻ hung dữ ác độc cố chấp kiêu ngạo. Phía bên này chúng tôi làm hình màu xanh, và nếu đồng bào cần coi phim hình màu gốc thì một chút nữa đây chúng tôi sẽ lần lượt trình bày cho đồng bào được biết về những phép lạ này. Tất cả trên 10 phép lạ đã hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là 13 tháng 10 năm 2016 dương lịch. Kính thưa đồng bào thương mến, và sau đây kính xin đồng bào cho phép tôi thưa chuyện cùng đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại trong nước. Và trong đó có liên hệ đến bọn cầm quyền ở tại đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Đó là bọn Cộng sản ở tại Việt Nam. Kính thưa đồng bào, chúng ta đã hy sinh nhiều lắm rồi. Công sức, sinh mạng, mồ hôi, nước mắt. Chúng ta đã hy sinh tất cả. Và rồi đến giờ phút này, may mắn thay, chúng ta đã được thế giới thiên loại, tức là thế giới có quyền năng tiêu diệt thế giới nhân loại. Đồng bào nghe tôi nói rõ, thế giới thiên loại là thế giới ban cho chúng ta sự sống,
và có quyền xử phạt chúng ta, và cũng như có quyền quăng linh hồn chúng ta vào lửa đời đời không hề tắt. Cũng như thế giới thiên loại có quyền và đầy đủ quyền năng để tiêu diệt bọn Satan hung dữ ác độc, thế giới ác quỷ. Cũng như thế giới nhân loại có quyền tiêu diệt những kẻ ác, độc tài, tham nhũng, hung dữ, ác độc, cố chấp, kiêu ngạo. Ở đây tôi cần nói đến là thế giới Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thế giới luôn luôn thương yêu, đùm bọc, càn khôn vũ trụ. Trong đó có chúng ta, được may mắn là con người, là con cái của Ngài. Từ ngoài nhìn vào quả địa cầu, trái đất chỉ là một căn nhà. Chỉ là một căn nhà trong quả địa cầu này. Hiện tại bây giờ có trên 7 tỷ người đang sống chung với nhau, giống như một con thuyền bay giữa không gian. Quả địa cầu, một căn nhà. Trong căn nhà này có trên 7 tỷ người là nhân loại. Và hiện tại nhân loại chúng ta đã gây ra quá nhiều tội ác, làm nguy hại đến môi trường sinh sống của quả địa cầu, cùng lúc làm nguy hại, đau buồn, khốn khổ, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt đến với con người chúng ta, và do chính chúng ta gây ra bởi lòng u mê, hận thù, ganh ghét, vô tình hoặc cố ý, bởi lòng tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, để rồi nhân loại chúng ta đã và đang chìm đắm trong khốn khổ, và chúng ta đang đối diện với sự diệt vong. Và chúng ta bó tay bởi vì chúng ta, sức người, con người có hạn, chúng ta đã và không thể giải quyết toàn vấn nạn quan trọng của nhân loại gây ra. Để rồi có một thiểu số hung dữ ác độc, giàu có, kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, còn tính chiến tranh từ thời gian đến thời gian để làm giàu trên xương máu của người hiền hòa, lao động, ước ao được sống bình an sau những ngày làm việc mệt nhọc. Thành phần hung dữ ác độc, giàu có, quyền thế, chúng nó có những toan tính kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Chúng nó muốn giết hầu hết nhân loại và chỉ giữ lại một số, một thiểu số của chúng nó để sống trên quả địa cầu. Đó là những toan tính của bọn quỷ Satan điều khiển một thiểu số người giàu có, hung dữ, ác độc trên tổng số đồng bào nhân loại. Tính ra thì thành phần đó chưa đầy 1%, có thể là 1/1000 thôi. Chúng nó đã gây quá nhiều tội ác. Và kính thưa đồng bào thương mến, tất cả nhân loại chúng ta là con người. Chúng ta đến một lúc nào đó, tin hay không tin, nhưng có những lúc chúng ta gặp khó khăn, chúng ta quay tận vào đáy lòng, bản thể, linh hồn, tâm hồn, trí não, óc não, bản thể của chúng ta. Chúng ta gào thét bên trong: trời ơi, thật sự có Thượng Đế hay không? Trời ơi, đất ơi, thật sự chúng ta cần được sự bao che và sự cứu rỗi. Và đương nhiên có những lúc chúng ta bó tay, chúng ta không giải quyết được với những vấn nặng, gánh nặng và vấn nạn của cuộc đời,
đến với chúng ta. Tự động, đó là định luật của quả địa cầu là như thế. Vì thế, sức người có hạn và Thượng Đế chắc chắn hiện hữu. Bằng chứng rõ ràng là sự hiện diện của mỗi chúng ta đã nói lên sự tuyệt vời và sự hiện diện của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta không tin tưởng vào đấng tạo hóa thì chúng ta đã không hiện hữu rồi. Và khi chúng ta đã và đang hiện hữu thì có nghĩa rằng là đấng tạo hóa thực sự có. Bởi vì có là có, mà không là không. Có là không, không là có. Có là không, chẳng qua là cuộc đời này có cũng như không. Có nghĩa rằng là cuộc đời này đến rồi đi, học hỏi để lên lớp, lên lớp thế giới thiên loại. Lúc đó thì cuộc đời nhân loại chúng ta đi qua kể như không. Bởi vì tiến hóa, càn khôn tiến hóa. Cách đây mười mấy năm về trước, chúng ta xài iPhone 1 hay là BlackBerry gì đó. Bây giờ là iPhone 7 rồi. Thế giới nhân loại tiến hóa, khoa học nhân loại tiến hóa, thì thế giới khoa học thiên loại tiến hóa gấp trăm, gấp tỷ, ức lần hơn chúng ta. Sự hiểu biết chúng ta làm sao mà so sánh với càn khôn vũ trụ. Sự hiểu biết của nhân loại chúng ta rất là giới hạn đối với càn khôn. Sự hiểu biết của chúng ta rất là hạn hẹp và nhỏ nhoi đối với thế giới thiên loại. Và rồi, kính thưa anh chị em thương mến, bằng đủ mọi cách chúng ta đã ước ao dẹp bỏ chế độ Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và chúng ta cố gắng, và đến giờ phút này là trận chiến sau cùng và trận chiến vinh quang tuyệt vời nhất trong tất cả các trận chiến giải tán thế giới Cộng sản, và cũng như góp phần hướng dẫn nhân loại sốt sắng học hỏi để trở về thế giới, để được lên lớp, hoặc trở về và lên lớp sống cùng thế giới thiên loại. Trận chiến này chúng ta có phương cách và phương pháp đặc biệt vô cùng, đó là chúng ta dùng hình ảnh phép lạ của Cha Trời Giê-xu. Một lần nữa tôi nhắc nhở, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung cho những ai ôm hình ảnh của Ngài cầu nguyện, để trong nhà mình hoặc nơi làm việc, hoặc ôm ra đường cầu nguyện giải tán thế giới Cộng sản. Trong đó, Cha Trời Giê-xu có ban cho hình ảnh của anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra trên mây. Chúng ta cần copy những hình ảnh đó, bởi vì đó là những anh hùng chiến sĩ Trận Vong hai miền Nam Bắc Việt Nam. Những anh hùng chiến sĩ này sẽ tiêu diệt bọn Cộng sản Việt Nam, tiêu diệt tư tưởng của chúng nó, bọn cầm đầu chóp bu, cái bọn khốn kiếp, bọn bí thư, bọn trung ương đảng, và như cũng như tất cả những thằng công an hung dữ ác độc, những thằng tham nhũng vân vân và vân vân, những kẻ mà bóc lột nhân dân mấy lâu nay, bán đất bán biển bán dân mấy lâu nay, chúng nó sẽ bị anh hùng chiến sĩ Trận Vong hai miền Nam Bắc tiêu diệt chúng nó, nếu mà chúng nó không ăn năn sám hối, gấp rút nghe lời chúng ta nhắc nhở, và nhất là nghe lời sấm lệnh của Cha Trời Giê-xu dạy bảo. Đây là hình trắng đen, hình anh hùng chiến sĩ Trận Vong hai miền Nam Bắc hiện ra trên mây rất rõ ràng, không thể chối cãi được. Đồng bào hãy nhìn cho kỹ, đây là anh hùng chiến sĩ Trận Vong. Còn đây là hình màu gốc, một lần nữa tôi lặp lại, đây là hình màu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Và phía bên này là hình trắng đen, để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn.
rất rõ ràng anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc, cũng như anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận chuyến tiến khác nhau. Sau khi những anh hùng chiến sĩ trận vong này hy sinh, thì tất cả họ được Thượng Đế Toàn Năng đem về chốn nghỉ ngơi. Giờ đây, tất cả những anh hùng chiến sĩ này, hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ này, được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện. Và hình ảnh này nói lên là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng đồng hành cùng chúng ta để làm việc giải tán thế giới cộng sản. Đồng bào hãy nhìn cho kỹ, học hỏi và xem xét. Đây là hình màu gốc. Vâng, và giờ đây tôi nói thẳng cho Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Tại sao ta nói Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam? Bởi vì người Việt Nam đàng hoàng, người Việt Nam đúng gốc người Việt Nam, chúng ta không chấp nhận Cộng sản bao giờ. Bởi vì Cộng sản là tư tưởng ảo của quỷ Sa Tăng. Thế thôi, không có gì cả. Đó là một bọn siêu quy khuẩn ăn hại, bố láo, bố liếu, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô sản. Thì đó là bọn quỷ Sa Tăng. Tức là không làm gì hết mà chỉ có quản lý tư tưởng người khác, quản lý tài sản người khác, quản lý thời gian của người khác, quản lý cuộc đời của người khác, quản lý mồ hôi nước mắt của người khác. Đó là Cộng sản, nghĩa là như thế. Vì thế Cộng sản là gì? Cộng sản là một bọn quỷ Sa Tăng tham sân si, u mê, lười biếng, bựa, mất dạy, khốn kiếp, khốn nạn và hung dữ ác độc, là một bọn siêu quy khuẩn ăn hại. Vì thế bọn Cộng sản cần được trị bệnh hoặc là phải cô lập chúng nó. Thế thôi, chứ không có gì hết, không có gì đáng sợ cả. Tại vì ta là, đương thời ta là một lương y, mà đồng thời cũng là một lương y về tâm linh nữa. Thành ra ta hiểu Cộng sản là gì, và ta được sự dạy dỗ của thế giới thiên loại cho ta biết Cộng sản là gì. Cộng sản là một bọn siêu quy khuẩn ăn hại, nghe không? Chúng bay tham nhũng, bóc lột, chuyển tiền ra nước ngoài bao nhiêu rồi. Chúng bay đã làm được gì, ích lợi gì cho quê hương dân tộc, đồng bào đất nước Việt Nam chúng ta? Chúng bay là một bọn bố láo, bố liếu, siêu quy khuẩn ăn hại. Chúng bày cướp đoạt công sức của người dân hầu hết trên các mặt trận tuyên truyền. Chúng bày hiện tại bây giờ đang bám víu vào những năm cuối cùng, và chúng bày đã và đang toan tính bán đất, bán dân, bán nước cho ngoại bang, và nhất là bán cho bọn Tàu Cộng. Và chúng bay cũng biết rằng là bọn Tàu Cộng, nếu chúng nó thắng trận chiến sau cùng này, thì chúng nó sẽ giết sạch hầu hết đàn ông Việt Nam ở tại Việt Nam. Chúng nó chỉ giữ lại phụ nữ, đàn bà để làm nô lệ cho chúng. Bởi vì chúng nó đang thiếu hàng 500-700 triệu phụ nữ. Bởi vì chính sách trọng nam khinh nữ, và chúng nó đã giết hàng bao nhiêu trăm triệu thai nhi con gái. Giờ đây chúng nó đang thiếu hàng 500-700 triệu phụ nữ. Vì thế chúng nó có chính sách chiếm đất, chiếm dân, chiếm phụ nữ đó. Và đàn ông thì chúng nó sẵn sàng giết sạch
không chỉ riêng ở tại Việt Nam mà là tất cả những quốc gia nào nếu mà thằng Trung Cộng nó có cơ hội nó sẽ chiếm đất và đương nhiên giết sạch đàn ông ở những quốc gia mà nó chiếm, và chúng nó chỉ giữ phụ nữ đàn bà để làm nô lệ cho chúng. Thế thì chúng mày đã và đang nhận tiền của bọn Trung Cộng để bán nước Việt Nam, bán dân Việt Nam, bán phụ nữ Việt Nam cho chúng, cho bọn Trung Cộng. Thế thì chúng bay sẵn sàng để cho chúng nó tàn sát tất cả đàn ông Việt Nam ở tại đất nước Việt Nam. Ta cho chúng bay biết mạng sống của con người, trong đó có chúng bay, nghe không? Thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Xuân Phúc, thằng Trần Đại Quang và con Nguyễn Thị Kim Ngân và Trung ương Đảng Cộng sản chúng bay và tất cả những thằng, những con bí thư từ chóp bu xuống địa phương các cấp, chúng bay cũng là con cái của thế giới thiên loại, của cha trời thượng đế toàn năng. Bởi vì chúng ta là con người, nhưng có những người lầm đường lạc lối vì những túi tham không đáy. Vì thế chúng bay mới sa đọa, tiền tài vô như nước, hàng bao nhiêu tỷ đô, hàng bao nhiêu. Bây giờ cái tiền mà tham nhũng hối lộ, bán đất, bán dân, bán biển lên hàng ngàn tỷ đô la. Và chúng bay đã chuyển ra nước ngoài hầu hết số tiền đó. Và hầu hết số tiền chuyển ra nước ngoài đã bị bọn tư bản xanh, tư bản đỏ giật hết. Và chúng bay chỉ nắm con số, number và mật mã giấy tờ, giấu kín, không bao giờ đem ra ánh sáng sự thật. Bởi vì đem ra thì chúng bay tự tố cáo tội tham nhũng của chúng bay sao? Vì thế, hầu hết số tiền chúng bay tham nhũng, bán đất, bán dân, bán biển chuyển ra nước ngoài, hàng ngàn tỷ đô, đa số đã bị giật rồi, các con ạ. Giờ đây ta nói cho các ngươi biết, ta nói chuyện cho các ngươi biết, với tư cách là Minh Vương Việt Nam, ta là vua Việt Nam, ta là phụ đổng thiên vương tái thế, có từng, có giới, có khoa, thần sắc, thần khí của ta, linh điển của ta là phụ đổng thiên vương tái thế. Mệnh của ta đã từng làm vua Việt Nam nhiều lần rồi, ta trở lại một lần nữa, lần này. Và đang mượn xác một vị y liền sư đang ngồi thư chuyện cùng chúng bay và thư chuyện cùng đồng bào. Đây là thư chuyện nha, năn nỉ chúng bay hãy ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng ta kêu gọi các ngươi, bọn cộng sản khốn kiếp ở tại Việt Nam. Và đương nhiên trong đó có những thằng đã retire, thí dụ như cái đám Nguyễn Tấn Dũng chúng bay, tiền tham nhũng chúng bay thì cũng đâu có thua gì cái đám Nguyễn Phú Trọng đang bán đất, bán dân, bán biển cho Trung Cộng. Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng bay lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Đó là mau mắn tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam do chính ta, y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam, làm việc cùng đồng bào Việt Nam của chúng ta gấp. Với sự việc đó và với tư cách của Minh Vương Việt Nam và những phép lạ, những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế, với những phép lạ này, ta tin tưởng đồng bào Việt Nam chúng ta sẽ quý mến và thương mến và kính trọng ta. Nhờ đó mà ta có thể van xin đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta tha tội ác của chúng bay đã làm bấy lâu nay, với điều kiện là chúng bay phải thực sự ăn năn sám hối, nghe lời ta dạy bảo bởi sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng và của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong
là kêu gọi chúng bay mau mắn ăn năn sám hối gấp, nghe lời ta dạy bảo, tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước và phục vụ đất nước Việt Nam do chính ta cùng đồng bào Việt Nam chúng ta làm việc gấp. Và nếu chậm trễ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người dân sẽ nổi dậy. Khi cơ trời chuyển, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, và lúc đó là lúc người dân sẽ xử tử hình chúng bay. Hoặc là người dân sẽ ôm hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam có phép lạ đi chung, và cũng như hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta có phép lạ đi chung, xuống đường, ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản siêu quy khuẩn của chúng bay. Ta chính đây y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam, ta phục vụ cho đồng bào ta, ta phục vụ cho những người hiền hòa, ta phục vụ cho những người đã và đang bị chúng bay hà hiếp, đàn áp, bóc lột, trấn áp, đầy đọ, giết chóc bấy lâu nay. Ta là Minh Vương Việt Nam, và ta trân trọng ngôi trao ngôi Minh Vương của ta đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, để cùng nhau làm việc phục vụ cho nhau, trong đó có cho chúng bay luôn. Nếu chúng bay thật sự ăn năn sám hối thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng, là chúng bay hãy nghe lời ta dạy bảo. Và sẵn đây tôi nói cho đồng bào Việt Nam biết luôn, hãy mau mắn đồng hành cùng tôi copy những hình ảnh phép lạ mà tôi vừa trình bày, phép lạ của cha trời Giê-xu và những sấm lệnh đặc biệt này, phân phát cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp, bởi vì tận thế đang chuyển mình và cha trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Đó là những gì Ngài cho tôi biết trước và bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Và đồng bào có một bổn phận đồng hành với tôi để thông báo sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Cha trời Giê-xu sẽ đặt nền tảng cai trị của Ngài để phục vụ và cứu rỗi nhân loại, để giúp nhân loại đi vào thế giới thiên loại. Cha trời Giê-xu sẽ đặt thành Jerusalem của Ngài từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại. Và thời điểm đó sát một bên rồi, và sự việc đó sẽ xảy ra đúng thời hạn theo thời dụng biểu của cha trời thượng đế toàn năng, là không chậm trễ. Và ngày đó đã sát một bên rồi. Phần chi tiết tôi sẽ thông báo sau khi mà đúng lúc. Và kính thưa đồng bào thân mến, một lần nữa tôi nhắc lại, Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó có Linh mục Nguyễn Văn Nhơn, Linh mục Ngô Quang Kiệt, và nhất là Linh mục Nguyễn Văn Lý. Ở đây là có cái chuyện đặc biệt này. Cha trời Giê-xu đã cho tôi biết, Ngài kêu gọi khẩn cấp Linh mục Nguyễn Văn Lý là chấp hành gấp làm gương cho các linh mục ở tại Việt Nam, là học hỏi về những phép lạ Chúa Giê-xu hiện ra trên mây, hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và mau mắn kêu gọi Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi đồng bào Công giáo Việt Nam cùng nhà học hỏi, cùng lúc copy những hình ảnh này phân phát cho tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước trên 90 triệu người được có, được biết gấp, để cùng nhau ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và khi sự việc chúng ta cùng nhau ôm những hình ảnh phép lạ Chúa Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra, ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì bọn cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu. Và đương nhiên nhờ như thế, nhờ việc làm của chúng ta như thế,
ôm hình ảnh Chúa Giêsu ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì bọn cộng sản đầu hàng vô điều kiện, và chính chúng nó sẽ được cứu nữa, là bởi vì chúng nó không có một cơ hội nào khác, bởi vì chúng nó không muốn bị diệt vong, bị xử tử hình, và sau đó linh hồn bị nhốt chung với thằng ác hồn Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Vì thế bọn cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và bọn Trung Cộng sẽ cút về Tàu Cộng. Linh mục Nguyễn Văn Lý mau mắn đáp trả lời mời gọi của Cha Trời Giê-xu, bảo tôi nhắc nhở cho linh mục Nguyễn Văn Lý mau mắn kêu gọi tất cả quý linh mục ở Việt Nam cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn chấp hành gấp, thông báo cho người dân Việt Nam copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu rồi phân phát cho tất cả mọi người, rồi cùng nhau xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Đây là việc làm mà chúng ta hãy mau mắn thực hiện gấp, không được chậm trễ. Và kính thưa đồng bào thương mến, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta cũng như bảo vệ gia đình chúng ta. Và nhất là khi chúng ta ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh phép lạ này sẽ làm cho bọn cộng sản khiếp sợ. Hình ảnh phép lạ này sẽ làm cho bọn Tàu Cộng khiếp sợ. Và những phép lạ vĩ đại Cha Trời Giê-xu sẵn sàng tỏ hiện ra trên mây nếu cần. Tuy nhiên, những ai ôm hình ảnh này ra đường cầu nguyện, những ai tin tưởng vào quyền năng của Cha Trời Giê-xu, quyền năng của Cha Trời Giê-xu sẽ bảo vệ cho người đó và cũng như bảo vệ cho gia đình người đó. Nhớ làm như thế, hình ảnh Cha Trời Giê-xu khuôn mặt này có phép lạ đi chung để đuổi bọn quỷ Sa-tăng cũng như để đuổi bọn cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại. Và nhất là đương nhiên để đuổi bọn Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta, và đồng thời để dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế tư bản đỏ, tư bản xanh đã và đang giày xéo, cướp bóc mồ hôi nước mắt của đồng bào dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Y sư Thánh Gióng chúng tôi nhắc nhở cho đồng bào được rõ là hãy mau mắn chấp hành, và tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ một Minh Vương Việt Nam để làm việc cứu Việt Nam. Giờ đây tôi đang thư chuyện cùng đồng bào với tư cách là Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, người mà đất nước Việt Nam chúng ta và nhất là đồng bào Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ nay. Thì đây là thời điểm mà đồng bào phải đồng hành cùng chúng tôi gấp, bởi vì tôi Minh Vương Việt Nam, y sư Thánh Gióng trang trọng ngôi, trao ngôi Minh Vương của tôi đến tận tay mỗi đồng bào chúng ta để cùng nhau làm việc Minh Vương phục vụ cho nhau. Vì thế từ đây tới chúng ta không còn được phép so sánh việc lớn việc nhỏ, miễn là chúng ta làm việc với cả một tinh thần phục vụ cho nhau thì việc lớn việc nhỏ gì cũng đều giá trị như nhau, bởi vì chúng ta làm việc với tận đáy lòng bằng một cái tấm lòng phục vụ cho nhau thì tất cả mọi việc đều quan trọng như nhau. Y sư Thánh Gióng kính chào tạm biệt. Và đây hình ảnh những phép lạ vĩ đại có phép lạ đi chung, nhất là ba hình ảnh, đặc biệt là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh sư tử nhà Chúa, The Lion of Judah, và đương nhiên hình ảnh ông bà tổ tiên mình và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc đã được Cha Trời Giê-xu cho tỏ hiện ra trên mây. Những hình ảnh này có phép lạ đi chung. Chúng ta ôm những hình ảnh này, ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện thì bọn cộng sản sẽ tan rã, bọn Tàu Cộng sẽ cút về Tàu, và tài phiệt tư bản xanh, tư bản đỏ quốc tế sẽ kính trọng và quý mến cũng như kính nể chúng ta. Y sư Thánh Gióng kính chào tạm biệt, thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào.
đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, con cổ nè, cái đầu nè, con cổ là của mình nè, wow đẹp quá, đúng không quá. Quá đẹp luôn, wow, đầu rồng nè, thấy ông rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, à, đuôi kìa, wow. The dragon, big dragon, the head right there, the neck and the body right there. Rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow, thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Right there. Đây ông rồng vĩ đại nè. Rồng vĩ đại.
đẹp quá. My goodness. So beautiful. Đẹp quá. My goodness. So beautiful. Wow.
cổ nè. Cái đầu nè, cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, lâu quá. Quá đẹp luôn, wow, đầu rồng nè, thấy ông rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đó rồi đuôi kìa, wow.